안녕하세요. xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với series học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản dành cho những người mới. Bài số 14, tròn hoa gọi điện thoại. Các bạn hãy cùng theo dõi những nội dung dưới đây nhé. Chúng ta sẽ có một số những từ vựng liên quan đến chủ đề này. Các bạn hãy cùng nghe và nhắc lại. chón hoa tả gọi điện thoại. Hoặc các bạn cũng có thể dùng với tròn hoa Chón hoa rư ha tả cũng mang nghĩa là gọi điện thoại. Chón hoa ca ô tả Chón hoa ca u tả Chón hoa ca tả Điện thoại gọi đến hoặc các bạn hiểu là có điện thoại. Chón hoa rư bạc tả Chón Nghe điện thoại hoặc nhận điện thoại. Chón hoa rư cu tả Chón hoa rư bạc cu tả đổi máy hoặc là chuyển máy gốc của nó từ phá đây mang nghĩa là chuyển hoặc là đổi đấy. Chọn hóa đơn kinh thả chọn hóa đơn kinh thả các bạn sẽ có đây tắt máy kinh thả kinh thả mang nghĩa là tắt hoặc là dập các bạn ở đây để ý có phụ âm là phụ âm kép thế thì các bạn sẽ giữ lại một phụ âm để các bạn phát âm các bạn sẽ đọc là kinh và phụ âm hờ và tờ khi mà đọc nối lên với nhau các bạn phát âm thành âm thở Cưng thả tròn hóa rơi Cưng thả tắt máy hoặc là dập máy thông hoa trung y tả thông hoa trung y tả đang bận các bạn hiểu là đang bận máy hoặc là máy đang bận muốn cha messi chire moneta muốn cha messi chire gửi tin nhắn muốn cha messi là tin nhắn văn bản này Boneda là gửi Munja Mesichirin Bata Munja Mesichirin Bata Nhận tin nhắn Như vậy một số những từ vựng liên quan đến cái việc gọi điện thoại nhắn tin Thế thì các bạn hãy ghi nhớ nhé Bây giờ chúng ta sẽ có một số những biểu hiện rất cơ bản khi mà chúng ta gọi điện thoại Gió vô xéo Gió vô xéo Gió vô xéo Alo Tương tự như câu alo trong tiếng Việt Đây là một câu chúng ta dùng Khi mà chúng ta bắt máy Yoboseyo, alo hoặc ra hiểu là xin chào đấy 저는 nên phương imnita nên phương Tôi là phương Khi mà chúng ta alo rồi Và chúng ta nghe thấy cái người đầu bên kia giới thiệu Cho nên phương Các bạn có thể biết là Xin chào tôi tên là phương chẳng hạn đó là những cái câu căn bản khi mà chúng ta gọi điện thoại đến cho ai đó Chúng ta phải alo và chúng ta giới thiệu tên đúng không? Cho nên phương im nì đà Cho nên tôi là hoặc là em là mình là Các bạn sẽ có đây Im nì đà Mang nghĩa là là Gốc của nó là y đà Thế thì đằng trước của im nì đà Các bạn có thể dùng với những cái danh từ Những cái tên riêng khác Ví dụ cho nên Yu Chin đà tôi là Yu hoặc là Cho nên Chun Yong đà tôi là Chun Yong hoặc cho nên ưn hê nỉ ta tôi là ưn hê chẳng hạn và chúng ta sẽ có cái người cái người nhận điện thoại ấy. có thể trong trường hợp là người ta không biết đó là ai cả người ta sẽ hỏi là cu xéo cu xéo ai đấy ạ cu xéo ai đấy hoặc là ai thế ạ à? nuku mà nghĩa là ai xéo các bạn hiểu đây là một cái hình thức đuôi câu hỏi nuku xéo ai thế ai đấy ạ à? hoặc cũng có một câu tương tự là 실례지만 누구세요? 실례지만 누구세요? xin lỗi nhưng mà ai đấy ạ à? câu này thì thể hiện cái sự gì nhỉ? lịch sự hơn này cái sự khiêm nhường hơn này tức là trước khi hỏi chúng ta xin lỗi xin lỗi nhưng mà ai thế ạ à? xin lỗi nhưng mà ai đấy hoặc là ai thế Chile, các bạn có từ Chile, Chile các bạn nối âm lên phát âm giống âm l. Chile có nghĩa là gì nhỉ? Cái sự thất lễ đấy, thất lễ hoặc là xin lỗi nhưng mà chi man. Các bạn sẽ có chi man bằng nghĩa là nhưng. Chile chi man, xin lỗi nhưng hoặc là xin lỗi nhưng mà. Nu cu là ai thế ạ? À? Các bạn sẽ có ở đây nu cu. Gốc của nó ở đây từ thế là từ tả Nu cu tả đấy cũng hiểu là là. Nu cu Thường thì khi mà cái từ shida được thêm vào đứng sau danh từ ấy Khi mà nó chia theo đuôi yo Thì nó chuyển thành nuku seyo Hoặc ở dạng cái đuôi nida sẽ là nuku shimika Các bạn sẽ có là nuku cá Nhưng mà thường dùng, rất là hay dùng là nuku seyo Nuku seyo, nuku seyo, ai thế ạ Tiếp theo Serin shiwa tongwa hal su isunkayo? Serin wa Thông hoa hay su cái có thể nối máy các bạn sẽ có đây có thể nối máy cho serin dùm tôi được không tức là tôi có thể nói chuyện với serin được không đấy các bạn sẽ có serin si có nghĩa là bạn serin hoặc là chị serin gì đó thông hoa ha tà thông hoa ha tà các bạn hiểu là gì nhỉ cái sự trò chuyện ấy nói chuyện còn cái đuôi ngữ pháp động từ bỏ tà gắn riêng su ít mang nghĩa là có thể hay không còn tiếp tục nó kết nối với ưn cái mang nghĩa là nhị. câu hỏi ý kiến hỏi nhé nhị. Serin thông có thể nối máy cho Serin giùm tôi được không nhị? Serin siwa là với. cho cho Serin hỏi là các bạn hiểu là với Serin ấy tự wa đây mang nghĩa là với nhé. có thể nối máy cho tôi nói chuyện với Serin được không? các bạn hãy ghi nhớ nhé. trước khi các bạn hiểu tường tận thì các bạn hãy ghi nhớ. các bạn hãy học vẹt trước. các bạn ghi nhớ những câu này là những câu chúng ta dùng nhiều khi mà chúng ta trò chuyện điện thoại. Serin shiwa, thông hoa han suisen kẽo. và đây các bạn có thể thay thế bằng nhiều những cái tên khác. chúng ta sẽ có từ shi được thêm vào dùng để hô gọi một cách cũng lịch sự. nhưng mà thường là những cái người nhỏ tuổi hơn chúng ta hoặc là ngang bằng thì các bạn dùng từ si Serin <laughs> shiwa 통화할 수 있을까요? 세린 씨, 처음 무탁드립니다. 세린 씨, 처음 무탁드립니다. 저도 갑 세린 분 보... 아, 세린 씨, 처음 라, 모쪼 뭐 이래 무탁드립니다. bú thác từ vi tả mang nghĩa là nhờ vả còn trong trường hợp này các bạn hiểu là cho tôi nhờ bạn Serin một chút hoặc chúng ta hiểu là cho tôi gặp hoặc là cho tôi nói chuyện với Serin với A à, hoặc là cho tôi nói chuyện với Serin một chút cái này tùy từng trường hợp mà các bạn hiểu là cho tôi gặp Serin hoặc là cho tôi nói chuyện với Serin. 제가 연결해드리겠습니다. 제가 연결해드리겠습니다. Tôi sẽ nối máy cho bạn Chê gà tôi này Cũng mang nghĩa là tôi hoặc là em đấy Yon kiel he turi Bằng nghĩa là sẽ nối máy cho Còn kết xâm nỉ ta Yon kiel ha ta Yon kiel ha ta Bằng nghĩa là liên kết ấy, Hoặc các bạn hiểu là nối kết đấy Turi Tư ở đây Kính ngữ của nó đây là kính ngữ còn gốc của nó là từ chu tả mang nghĩa là cho các bạn sẽ có ở cái dạng thông thường là yon kil he chu đa là liên kết cho hoặc là nối máy nối kết cho còn ở đây cái người nói đã sử dụng kính ngữ thể hiện cái sự trang trọng hơn đó là người ta thay cái từ chu đa bằng thư đi đa yon kil hai thứ đi kè sưm bằng nghĩa là tôi sẽ nối máy nối máy cho chega yon kil hai thứ đi kè sưm nida chấm si mang ký tari seo chấm Xin đợi một lát ạ. À. Cham shiman, cham là một lát một một ít đấy. Kitarita là đợi chờ. Kitari theo là xin hãy đợi. Cham shiman, kitari theo xin hãy đợi một lát. Gốc của nó chính là từ shita được thêm vào thể hiện kính ngữ. Và đây khi mà shita, shita do yo sẽ biến đổi là kitari theo. Cham shiman, kitari theo xin đợi một lát ạ. 지금 없는데요. 지금 없는데요. bây giờ không có ở đây. 지금 bây giờ 없는데요. Các bạn phát âm giống ở đây, biến đổi phụ âm thành phụ âm m. 없는데요. Theo sau là phụ âm n như thế này thì các bạn sẽ biến đổi of này các bạn phát âm thành âm m là om. 지금 없는데요. bây giờ không có ở đây. Tức là bây giờ các bạn Serin hoặc là ai đó không có ở đây ạ. 잠깐 외출하셨는데요 chăm can ấy chơi đi ra ngoài một lúc rồi Đó là cái người mà bạn cần gặp ấy đã đi ra ngoài một lúc rồi chăm can là một lúc một lát ấy 외출하다 외출하다 ra mang nghĩa là đi ra ngoài còn cái từ si ở đây các bạn hiểu gốc của nó từ shop này chính là từ si được thêm vào thể hiện cái ngữ và đã đi ra ngoài rồi thì các bạn sẽ chia ra đôi quá khứ là cái từ si chuyển thành shop và cái đôi nhân đề là một đuôi câu kết thúc câu một cách lịch sự nhẹ nhàng chăm 외출하셨는데요 về chura đi ra ngoài một lúc rồi Memo chum chon hai <laughs> Memo chum chon hê chu Xin hãy chuyển hộ lời nhắn. Các bạn sẽ có memo là cái cái lời nhắn đấy. Memo chon hết chu ta. Các bạn có từ chon hê chu ta mà nghĩa là chuyển chuyển lời đấy. Memo chum chon hê chu Xin hãy chuyển hộ lời nhắn giúp tôi. Hoặc là mal sum chum chon hết chu seo. sum chum chon hết Xin hãy chuyển lời giúp nếu từ memo mang nghĩa là lời nhắn thì cái từ malsum mang nghĩa là lời. Malsum kính đây chính là kính ngữ của từ mal. Thông thường các bạn có thể dùng với từ mal nhưng mà khi dùng với từ mal-sum thì nó thể hiện kính ngữ đối với người và chúng ta giao tiếp. Mal-sum chum chon he juseyo. Xin hãy chuyển lời giúp tôi. Memo chon he Memo chon he Tôi sẽ chuyển lời nhắn tức là cái người người ta nhận điện thoại người ta sẽ nói rằng tôi sẽ chuyển lời nhắn giúp bạn đấy memo có nghĩa là cái lời nhắn chonhe thurita chonhe thurita là chuyển lời cho đấy ở đây người ta đã không dùng với từ ta mà đã thể hiện cái từ thurida tức là tôi sẽ chuyển lời nhắn giúp cho bạn 메모 전해 드리겠습니다. 이렇게 늦게나마 n g à c á ó thể n 드리겠어요 혹 드리겠습니다. 말씀 전해 드리겠습니다. 말씀 전해 드리겠습니다. 너의 sẽ 전달 h o ặ là sẽ c n 말씀, 말씀, 말씀 là i ó i 전해 드리다. 전해 드리겠습니다. sẽ chuyển giúp sẽ chuyển giúp cái lời tức là bạn có muốn nhắn nhủ gì không thì tôi sẽ chuyển lời giúp bạn 누구라고 전해 드릴까요 누구라고 전해 드릴까요 tôi sẽ nhắn là ai gọi đến ạ à. là ai ra cô đây là trích dẫn cái câu gián tiếp chon he kéo chon he là chuyển giúp chuyển lời giúp đấy 드릴까요? <Nhạc> kéo đuôi câu hỏi nhé nhỉ Ừ, tức là chúng ta hiểu là tôi sẽ chuyển lời là ai gọi đến nhị 누구라고 누구라고 nuku Kuragok, chon he Tôi sẽ nhắn hoặc là tôi sẽ chuyển lời là ai gọi đến ạ à? hoặc là ai gọi đến nhị. Phương sĩ 다시 전화하라고 할까요? Phương sĩ 다시 전화하라고 할까요? Tôi nói anh ấy gọi lại cho Phương nhé. Hoặc là tôi nói là tôi nói là gọi điện thoại lại cho Phương nhé. Phương xì Cái bạn Phương đấy. E kê là gì? Các bạn hiểu đây là cho cho Phương. Thà xì có nghĩa là lại. Chon hoa ha tả là gọi. Còn cái trích dẫn cái câu gián tiếp ra cô ha tả mang nghĩa là nói là hoặc là tôi bảo là tôi sẽ nói là gọi điện thoại lại cho Phương nhé các bạn hiểu là tôi sẽ nói hoặc là tôi nói anh ấy hoặc tôi nói chị ấy gọi lại cho phương nhé tức là khi mà không gặp được ấy thì người cái người nhận điện thoại người ta sẽ nói rằng ví dụ bây giờ anh ấy không có ở đây thì lát nữa tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho phương nhé phương chị ấy hoa ha đó cô hân cái tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho phương nhé cái ừ cái đôi hỏi ý kiến nhé nhỉ 다시 말씀해 주시겠어요? 다시 말씀해 주시겠어요? Bạn có thể nói lại được không ạ? 다시 có nghĩa là lại. 말씀하다, 말씀하다 động từ mang nghĩa là nói. 말씀, danh từ mang nghĩa là cái lời nói. Còn động từ của nó sẽ là 말씀하다. Cái việc nói đấy, động từ đấy. 주시겠어요? 말씀해 주시겠어요? Có nghĩa là bạn có thể nói được không? Còn 다시 có nghĩa là lại các bạn sẽ có 말씀해 주시다, mang nghĩa là nói cho. 다시 말씀해 주시겠어요? Bạn có thể nói lại cho tôi được không? Tức là chúng ta có thể nghe không rõ hoặc là chúng ta nghe rồi nhưng mà chúng ta không nhớ. Chúng ta muốn người ta nói lại. Thì các bạn có thể dùng câu này nhé 다시 말씀해 주시겠어요? Chỗm 더 크게 말씀해 주시겠어요? 좀더 크게 말씀해 주시겠어요? Bạn có thể nói to hơn được không? Chôm là một chút đấy, thò là hơn, khư kê có nghĩa là một cách rất là lớn. 말씀해 là nói cho đấy, nói cho tôi nghe một cách to hơn được không? Và dịch một cách nhẹ nhàng sẽ là gì nhỉ? Bạn có thể nói to hơn được không? Đây là một cái đuôi câu đề nghị một cách lịch sự. Chôm 좀더 크게 말씀해 주시겠어요? Bạn có thể nói to hơn được không? Và khi mà không gặp được thì chúng ta có thể nói là tôi sẽ gọi lại sau. Chúng ta có thể sử dụng một trong những câu sau. Ví dụ, 제가 다시 걸겠습니다. 제가 다시 걸겠습니다. Tôi sẽ gọi lại sau. Các bạn sẽ có từ call trong từ con ta mang nghĩa là gọi đấy. Đầy đủ sẽ là chon hoa rư là gọi điện thoại. Hoặc các bạn có thể dùng là 다시 전화하겠습니다. 다시 전화하겠습니다. Tôi sẽ gọi điện thoại lại hoặc là 나중에 다시 걸겠습니다. 나중에 다시 걸겠습니다. Hoặc 걸겠어요. Tôi sẽ gọi lại. 나중에 có nghĩa là sau này. 다시 là lại. 걸겠어요 hoặc 걸겠습니다 đều mang nghĩa là sẽ gọi. Như vậy các bạn có thể hứa hẹn bằng cách là sử dụng một trong ba câu này. Tôi sẽ gọi lại sau. 언제쯤 통화가 가능할까요? 언제쯤 통화가 가능할까요? Khi nào thì có thể gọi lại vậy? Hoặc các bạn hiểu là khi nào thì có thể nói chuyện vậy? Thông hoa có nghĩa là cái sự trò chuyện nói chuyện hoặc là gọi điện thoại đấy ân ha ta gốc của nó là ha ta mang nghĩa là có khả năng riêng kéo khi nào thì có khả năng nhỉ ấn dê chùm là chừng nào hoặc là khi nào thì thu hoa cá hay kéo khi nào thì có thể gọi điện thoại vậy hoặc là khi nào thì có thể nói chuyện vậy tức là có thể bây giờ là cái người người kia đang bận hoặc là không không thể trò chuyện được thì chúng ta có thể nói rằng bây khi nào thì chúng ta có thể nói chuyện, khi nào chúng ta có thể trò chuyện hoặc là khi nào tôi có thể gọi lại cho bạn vậy. Thì các bạn dùng với cái mẫu câu này nhé. 언제쯤 통화가 가능할까요? Khi nào bạn có thể nghe máy, khi nào bạn có thể trò chuyện. Tiếp theo chúng ta sẽ có một số những cái hội thoại cơ bản, các bạn hãy cùng theo dõi nhé có 한국 Hàn Quốc 여행사 맞습니까? 거기 한국 Hàn Quốc 여행사 맞습니까? đó là công ty du lịch Hàn Quốc đúng không ạ? có khi, đây là khi mà ai đó gọi điện thoại và sẽ hỏi là có 한국 Hàn Quốc 여행사 맞습니까? đó hay là đằng đó là công ty du lịch Hàn Quốc đúng không ạ? có ghi đó ở đằng đó Hàn Quốc là Hàn Quốc, 여행사 là cái công ty du lịch hoặc là văn phòng du lịch hen là du lịch mà gió hen bạn hiểu công ty du lịch mặt xâm nhỉ gốc của nó là mặt tà nghĩa là đúng ở dạng câu hỏi là mặt đúng không có 한국 Hàn Quốc gió hen xa nhỉ ca đó là công ty du lịch Hàn Quốc đúng không ạ? cứ 그런데요 네, cứ Vâng Đúng vậy khi mà nói đồng ý đồng tình ý, nói là đúng thì các bạn chỉ cần nói là 네, cứ cứ đơn đều là đúng như thế hoặc là đúng như vậy Nè, cứ đơn đều hoặc các bạn nói là Nè, mặt sưng nì ta, vâng đúng vậy Tiếp theo, gió bô xe o, gió bô xe o hoặc gió bô xe o, alo Có kì, á xe a thua gió hẹn xa mặt các? Có kì, Asia xe a thua gió hẹn xa mặt các? đó là công ty du lịch Asia Tour đúng không ạ? 거기 đó Asia Tour 여행사 là gì nhỉ? Cái công ty du lịch Asia Tour đấy đúng không ạ? À? 맞습니까? đằng kia đầu tiên là một người sẽ alo alo và cái người kia sẽ hỏi là gì nhỉ? Đó là công ty du lịch Asia Tour đúng không ạ? À? có 거기 Asia Tour 여행사입니까? 맞습니까? hoặc là imnika đều được. Là công ty du lịch Asia thua phải không hoặc các bạn sử dụng với cái đuôi mà xưng nỉ cá cũng được hoặc các bạn hỏi là im nỉ cá cũng được. An im nỉ chân hoa chai mốt có chất xưng nida. ta. An im nỉ chân hoa cháy mốt có chất xưng nida. ta. Không phải gọi nhầm rồi ạ. An im nỉ không phải. Chân hoa chai mốt có sát xưng nida. ta hoa trái mốt cos bằng nghĩa là gọi nhầm đã gọi nhầm sẽ là tròn hoa 거셨습니다 mốt khó các bạn có cái cụm động từ là gì tròn hoa gốc của nó là từ 걸다 tả bằng nghĩa là gọi điện thoại thoại tròn hoặc là tròn hoa Thế thì ở đây cái người nói đã sử dụng kính ngữ đó là thêm cái từ 시 vào thế thì khi mà thêm từ chi thì chúng ta sẽ có cái trường hợp bất quy tắc của phụ âm r thế thì cái âm r này sẽ bị biến đổi bỏ đi chỉ còn là co và cộng với si ta các bạn sẽ có dạng nguyên thể là chon hoa co si ta là gọi điện thoại thế mà khi mà chúng ta chia theo đuôi quá khứ thì cái từ si ta này sẽ biến đổi là chat ta và ở cái dạng đuôi câu lịch sự trang trọng sẽ là đuôi xưng nhỉ ta sẽ là chon hoa có chót xưng nghỉ ta đã gọi điện thoại thế thì đã gọi nhầm thì các bạn phải có từ cái từ là chai mốt chai mốt là nhầm lẫn hoặc là sai tròn hoa chai mốt có chót xưng nghỉ ta không phải gọi nhầm rồi ạ gió bu sẹo alo công ty Asia tour Gió xa mà xưng nghỉ cả đó là công ty du lịch Asia tour đúng không ạ 아닙니다. 전화 잘못 거셨습니다. không phải gọi n h 이지훈 총 무탁합니다. 이지훈 총 무탁합니다. 저 h o 리지훈 g ặ 이지훈 락 j i 탁합니다어 ó nghĩa là anh hoặc là chị gì đó ni chi hôn một chút được không hoặc đang hiểu là cho tôi gặp y chi hôn với ạ chí cơm án kê sẻo chí cơm án kê sẻo bây giờ không có ở đây ạ chí cơm bây giờ ăn là không kê sẻo các bạn sẽ có gốc của nó là từ ít tà ít tà mang nghĩa là có khi mà các bạn sử dụng với dạng kính ngữ dùng với người thì các bạn không dùng với từ ít tà mà các bạn dùng với từ kê si tà ít tà sẽ chuyển thành kê chi tà và chúng ta sẽ có đà khi mà các bạn chia theo YÔ thì cái từ đà si chuyển thành seyo keshita chuyển thành keseo như vậy khi mà bạn nói ai đó không có ở đây dạng kính ngữ các bạn dùng với từ đà nhé chí AN ăn bây giờ không có ở đây ạ à? hoặc là không có ở đây bây giờ 언제 들어오세요? 언제 들어오세요? thứ khi nào anh ấy về ạ à? 언제 là khi nào Thứ đo ô tả các bạn hiểu là về đấy hoặc là vào đấy Trong trường hợp này các bạn hiểu Thứ đo ô là khi nào anh ấy quay trở về hoặc là khi nào anh ấy về 언제 들어오세요? Khi nào anh ấy về ạ? 3시쯤 들어오신 거예요 3시쯤 들어오신 거예요 Khoảng 3 giờ anh ấy sẽ về 3 là 3 giờ, 쯤 là chừng hoặc là khoảng ô 들어오다 là về Các bạn có từ đây, từ 시 gốc của nó là từ shi được thêm vào sau động từ thể hiện kính ngữ thế thì các bạn sẽ có thứ là dạng kính ngữ nhé thể hiện cái sự lịch sự hơn trang trọng hơn tôn kính hơn và các bạn sẽ có cái đôi riêng khỏeo gắn vào sau gốc của động từ nó mang nghĩa là sẽ khoảng ba giờ anh ấy sẽ về ý chi ôn bú thác bú các bạn nối phụ âm lên các bạn phát âm giống với âm khờ 지금 안 계세요. Bây giờ không có ở đây ạ. À. 언제 들어오세요? Khi nào anh ấy về ạ? À? 세 시쯤 들어오신 거예요. Khoảng ba giờ anh ấy sẽ về. 여보세요? 여보세요? Alo. 거기 서울 병원 맞습니까? 거기 서울 병원 맞습니까? 맞습니까? Đó là bệnh viện Seoul phải không?

사장님, 전화 왔습니다. 전화 받으세요. 사장님, 전화 왔습니다. 전화 받으세요. 다 hiểu như thế này. 잠깐만 기다리세요. đợi chút ạ hoặc là đợi một chút ạ. Sau đó chúng ta sẽ quay sang và chúng ta gọi là gì nhỉ? 사장님, giám đốc ơi. 전화 왔습니다. có điện thoại đến ạ. 전화 받으세요. hãy nghe điện thoại ạ hoặc là hãy nhận điện thoại đi ạ.

cũng được nhưng mà ở đây người nó đã sử dụng kính ngữ đó là thêm bằng cách sử dụng là với bu thác tư rim gì ta thì thể hiện cái sự trang trọng hơn tôn kính hơn chăm cam mang ta đi <laughs> chăm can man là một chút kỳ ta là hãy đợi xin hãy đợi một chút sa chăng nim giám đốc chon hoa oa có điện thoại đến ạ hoa bà tư hãy nhận điện thoại đi ạ à như vậy vừa rồi mình chia sẻ với các bạn một số những cái biểu hiện cơ bản khi mà chúng ta nghe chúng ta gọi điện thoại và một số những cái hội thoại mẫu hội thoại đơn giản thôi các bạn nhiệm vụ của các bạn đó là hãy học thuộc một số những từ vựng mình cung cấp học thuộc các biểu hiện và học thuộc hội thoại nhé và chúng ta luyện tập tự tạo cho mình những cái hội thoại khác chúng ta trò chuyện chúng ta nói chuyện với bạn bè của chúng ta sử dụng tiếng Hàn để nói chuyện để nhắn tin chat chít nhé như vậy thì chúng ta sẽ ghi nhớ được lâu hơn và bài học của chúng ta kết thúc tại đây. 감사합니다.